Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 47. Hỡi các dân, hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va chí cao thật đáng kinh, Ngài là vua lớn trên cả trái đất. Ngài khiến các dân suy phục chúng tôi và làm các nước phục dưới chân chúng tôi. Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi là sự vinh hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu mến. Đức Chúa Trời ngự lên có tiếng reo mừng, Đức Giê-hô-va thăng lên có tiếng kèn thổi. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời, khá hát đi. Hãy hát ngợi khen vua chúng tôi, khá hát đi. Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất. Hãy hát ngợi khen cách thông hiểu. Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài. Vua các dân đều nhóm lại đặng làm dân Đức Chúa Trời của Abraham. Vì các khiên của đất đều thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài được tôn chí cao. Chương 9. Bây giờ Sao Lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng thầy cả thượng phẩm xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành Đa Mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà, thì trói giải về thành Jerusalem. Nhưng Sao Lơ đang đi đường gần đến thành Đa Mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Giê-su mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại, sững sờ, nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Sao-lơ chờ dậy khỏi đất, mắt dẫu mở nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa-mách. Người ở đó trong 3 ngày, chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. Và tại Đa-mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi Anania. Người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sao-lơ, người Tạc Sơ, ở nhà Giu-đa, vì người đương cầu nguyện và đã thấy một người tên là Anania bước vào, đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Anania thưa rằng: Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Anania bèn đi vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sao-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sao-lơ, Chúa là Giê-su này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Tức thì có cái chi như cái vải từ mắt người rớt xuống thì người được sáng mắt, rồi chờ dậy và chịu phép báp têm. Khi người ăn uống rồi thì được mạnh khỏe lại. Sao-lơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa-mách. Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng: Đức Chúa Giê-su là con Đức Chúa Trời. Phàm những người nghe đều lấy làm lạ mà nói rằng: Há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Jerusalem những kẻ cầu khẩn danh này, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao?
Còn Sao Lơ lần lần càng thêm vững chí, bắt bẻ những người Giu-đa ở tại thành Đa Mách mà nói rõ rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Cách lâu ngày, người Giu-đa mưu với nhau để giết Sao Lơ. Nhưng có người báo tin cho Sao Lơ về cơ mưu chúng nó. Người ta lại giữ các cửa cả ngày và đêm đặng giết Sao Lơ. Trong lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng người xuống ngoài vách thành. Sao Lơ tới thành Jerusalem rồi, muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thể nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Đức Chúa Giê-xu tại thành Đa Mách. Từ đó, Sao Lơ tới lui với môn đồ tại thành Jerusalem và nhân danh Chúa mà nói cách dạng dĩ. Người cũng nói và cãi với những người Hellenist, nhưng bọn này tìm thế để hại mạng người. Các anh em hay điều đó thì đem người đến thành Cesare và sai đi đất Tạc Sơ. Ấy vậy, hội thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Galilê và xứ Samari được hưởng sự bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa. Lại nhờ Đức Thánh Linh vừa giúp thì số của hội được thêm lên. Và Phi-e-rơ đi khắp các xứ, cũng đến cùng các thánh đồ ở tại thành Lida. Tại đó, Phi-e-rơ gặp một người đau bại tên là Ê-nê, nằm trên giường đã 8 năm rồi. Phi-e-rơ nói với người rằng: "Hỡi Ê-nê, Đức Chúa Giê-xu Christ chữa cho ngươi được lành. Hãy chờ dậy, dọn dẹp lấy giường ngươi." Tức thì người vùng chờ dậy. Hết thảy dân ở Lida và Sa-rôn thấy vậy đều trở về cùng Chúa. Tại thành Giô-bê, trong đám môn đồ có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca, người làm nhiều việc lành và hay bố thí. Trong lúc đó, người đau và chết. Người ta tắm rửa xác người rồi để yên trong một phòng cao. Môn đồ nghe Phi-e-rơ đang ở tại Lida gần thành Giô-bê, bèn sai hai người đi mời người đến, chớ chậm trễ. Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến chỗ phòng cao. Hết thảy các đàn bà quá đều đến cùng người mà khóc và giơ cho người xem bao nhiêu áo sống và áo ngoài lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho. Phi-e-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quỳ gối mà cầu nguyện, đoạn xây lại với xác mà rằng: "Hỡi Ta-bi-tha, hãy chờ dậy." Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ bèn ngồi dậy liền. Phi-e-rơ đưa tay ra, đỡ cho đứng dậy. Đoạn gọi các thánh đồ và đàn bà quá đến, cho họ thấy người sống. Việc đó đồn ra khắp thành Giô-bê, nên có nhiều người tin theo Chúa. Còn Phi-e-rơ ở lại thành Giô-bê nhiều ngày, tại nhà người thợ thuộc gia, tên là Si-môn. Chương 24. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: "Hãy truyền cho dân Israel đem dầu olive ép trong sạch đặng thắp đèn để giữ cho đèn cháy luôn luôn. A-rôn sẽ làm đèn đó trong hội mạc, ngoài bức màn che hòm bản chứng, hầu cho đèn cháy luôn luôn từ chiều tối đến sáng mai trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là một lễ định đời đời cho dòng dõi các ngươi. A-rôn sẽ để các đèn trên chân đèn bằng vàng, cho đèn cháy luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi cũng phải lấy bột lọc hấp 12 ổ bánh, mỗi ổ cân nặng 2/10 ê-pha, đoạn sắp ra hai hàng 6 ổ trên cái bàn bằng vàng ròng trước mặt Đức Giê-hô-va, cùng rắc nhũ hương thánh trên mỗi hàng để làm kỷ niệm trên bánh, như một của lễ dùng lửa dâng trước mặt Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày Sa-bát người ta sẽ sắp bánh này trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn, do nơi dân Israel cung cấp. Ấy là một giao ước đời đời. Có một đứa con trai, mẹ là người Israel và cha là người Ai Cập, đi ra giữa vòng dân Israel, đánh lộn tại nơi trại quân với một người Israel. Đứa trai đó nói phạm đến và rủa sả danh Đức Giê-hô-va. Người ta dẫn nó đến Mô-sê, bèn giam nó vào ngục cho đến chừng Đức Giê-hô-va phán định phải xử làm sao. Mẹ nó tên là Shelomit, con gái của Dipri, thuộc về chi phái Đan.
Vả Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy đem kẻ đã rủa xả ra ngoài trại quân. Hết thảy ai đã có nghe nó phải đặt tay mình trên đầu nó, và cả hội chúng phải ném đá nó. Đoạn hãy nói cùng dân Israel rằng: Người nào rủa xả Đức Chúa Trời mình sẽ mang sự hình phạt của tội mình. Ai nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va hẳn sẽ bị xử tử, cả hội chúng sẽ ném đá nó. Mặc dù nó là kẻ khách ngoại bang hay là sanh trong xứ, hễ khi nào nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va thì sẽ bị xử tử. Kẻ nào đánh chết một người nào, mặc dù kẻ đó là ai sẽ bị xử tử. Kẻ nào đánh chết một súc vật phải thường lại, nghĩa là mạng đền mạng. Khi một người nào làm thương tích cho kẻ lân cận mình, thì người ta phải làm thương tích cho người đó lại như chính người đã làm. Gãi đền gãi, mắt đền mắt, răng đền răng. Người ta sẽ làm cho người ấy đồng một thương vết như chính người đã làm cho người khác. Kẻ nào làm chết một súc vật thì sẽ thường lại, còn kẻ nào giết chết một người thì phải bị xử tử. Bất luận kẻ khách ngoại bang hay là người trong xứ, các ngươi cũng phải dùng một luật lệ, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Vậy Môi-se nói lại cùng dân Israel, biểu đem kẻ đã rủa xả ra khỏi trại quân rồi ném đá nó. Thế thì dân Israel làm y như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dặn Môi-se. Chương 25. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se tại trên núi Sinai rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng: Khi các ngươi đã vào xứ ta sẽ ban cho rồi, thì đất phải nghỉ, giữ một lễ sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Trong 6 năm, ngươi sẽ gieo ruộng và hớt nho mình, cùng thu hoạch thổ sản. Nhưng năm thứ 7 sẽ là năm sa-bát, để cho đất nghỉ, tức là một năm sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Ngươi chẳng nên gieo ruộng mình hay là hớt nho mình, chẳng nên gặt lại những chi đã tự mọc lên sau khi mùa màng, và đừng hái nho của vườn nho không hớt sữa, ấy sẽ là một năm cho đất nghỉ. Phàm vật gì mà đất sinh sản trong năm sa-bát sẽ dùng làm đồ ăn cho ngươi, cho tôi trai tớ gái ngươi, cho kẻ làm thuê của ngươi và cho kẻ ngoại bang kiều ngụ với ngươi, cùng luôn cho lục súc và thú vật ở trong xứ ngươi nữa. Hết thảy thổ sản dùng làm đồ ăn vậy. Ngươi cũng hãy tính 7 tuần năm, tức 7 lần 7 năm. Thì giờ của 7 tuần năm này sẽ là 49 năm, rồi đến ngày mồng 10 tháng 7, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ. Các ngươi phải làm cho năm thứ 50 nên thánh và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỷ cho các ngươi. Ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình và ai nấy đều trở về gia quyến mình. Năm thứ 50 này là một năm hân hỷ cho các ngươi. Không nên gieo, không nên gặt vật chi đất tự sinh sản, và cũng chẳng nên hái nho không có hớt sữa, vì là một năm hân hỷ, sẽ làm thánh cho các ngươi, phải ăn những thổ sản. Trong năm hân hỷ này, các sản nghiệp đều sẽ trở về nguyên chủ. Nếu các ngươi bán hay là mua vật chi với kẻ lân cận mình, thì chớ lận anh em mình. Ngươi sẽ cứ lấy số năm từ sau năm hân hỷ mà mua với kẻ lân cận mình. Còn ngươi cứ lấy theo số năm có hoa lợi mà bán. Tùy theo số năm sau năm hân hỷ, ngươi sẽ bù thêm giá. Tùy theo số năm ít, ngươi sẽ giảm bớt giá, vì theo số mùa gặt mà người bán cho ngươi. Chớ ai trong vòng các ngươi làm lận kẻ lân cận mình, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi khá làm theo mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta và noi theo, như vậy sẽ được ăn ở bình yên trong xứ. Đất sẽ sinh sản hoa lợi cho các ngươi sẽ ăn no và được ở bình yên trong xứ. Ví các ngươi nói rằng, nếu chúng tôi chẳng gieo, chẳng gặt mùa màng, thì trong năm thứ 7 sẽ lấy chi mà ăn? Năm thứ 6, ta sẽ giáng phước cho các ngươi, và năm ấy sẽ trúng mùa bù 3 năm. Năm thứ 8, các ngươi sẽ gieo và ăn hoa lợi của mùa màng cũ cho đến mùa màng mới của năm thứ 9. Đất không được đoạn mãi, vì đất thuộc về ta. Các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ. Trong khắp xứ mà các ngươi sẽ được làm sản nghiệp, hãy cho phép chuộc đất lại.
Nếu anh em ngươi trở nên nghèo và bán một phần sản nghiệp mình, thì người bà con gần có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán. Nếu người nào không có ai được quyền chuộc lại, nhưng tự lo cho có chi chuộc lại được, thì phải tính từ năm đã bán, bồi số trội cho chủ mua, rồi người sẽ được nhận sản nghiệp mình lại. Nếu nguyên chủ không tìm đủ giá đặng trả cho, đất bán sẽ thuộc về người chủ mua cho đến năm hân hỷ. Đoạn, đất sẽ ra khỏi tay chủ mua và về nguyên chủ. Nếu người nào bán một cái nhà ở trong thành có vách bọc, thì có được phép chuộc lại cho đến giáp một năm sau khi bán. Phép chuộc lại của người chỉ trong một năm trọn vậy. Còn nếu không chuộc lại trước khi giáp hạn một năm trọn, thì nhà ở trong thành có vách bọc đó sẽ về chủ mua và dòng dõi người mãi mãi. Đến năm hân hỷ, nhà đó không ra khỏi tay họ. Nhưng các nhà ở nơi hương thôn không có vách bọc lấy thì kể như ruộng đất, chủ bán có phép chuộc lại. Đến năm hân hỷ, nhà sẽ về nguyên chủ. Còn về các thành của người Lê Vi và về các nhà của họ ở trong thành đó, thì người Lê Vi luôn luôn có quyền chuộc lại. Ai mua của người Lê Vi một cái nhà tại trong thành người Lê Vi, đến năm hân hỷ, nhà đó sẽ về nguyên chủ, vì các nhà cửa tại trong những thành người Lê Vi là sản nghiệp của họ giữa dân Israel. Những ruộng đất thuộc về thành người Lê Vi không phép bán, vì là nghiệp đời đời của họ. Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn, thì hãy cứu giúp người, mặc dù là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi. Chớ ăn lời, cũng đừng lấy lợi người, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi. Chớ cho người vay bạc ăn lời, và đừng cho mượn lương thực đặng lấy lời. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đặng ban cho các ngươi xứ Ca-na-an, và làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, đem bán mình cho ngươi, chớ nên bắt người làm việc như tôi mọi. Người ở nhà ngươi như kẻ làm thuê, người ở đậu sẽ giúp việc ngươi cho đến năm hân hỷ. Đoạn, người và con cái người thôi ở nhà ngươi, trở về nhà và nhận lấy sản nghiệp của tổ phụ mình. Vì ấy là những tôi tớ ta mà ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô, không nên bán họ như người ta bán tôi mọi. Ngươi chớ lấn lướt mà khắc bạc họ, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Còn tôi trai tớ gái thuộc về ngươi thì sẽ do các dân chung quanh mình mà ra. Ấy do nơi những dân đó mà các ngươi mua tôi trai tớ gái. Các ngươi cũng có phép mua tôi mọi trong bọn con cái của kẻ khách kiều ngụ nơi mình và của họ hàng chúng nó sinh ra trong xứ các ngươi. Vậy họ sẽ làm sản nghiệp của các ngươi. Các ngươi để họ lại làm cơ nghiệp cho con cháu mình, hằng giữ họ như kẻ tôi mọi. Nhưng về phần anh em các ngươi là dân Israel, thì không ai nên lấn lướt mà khắc bạc anh em mình. Khi một khách ngoại bang hay là một người kiều ngụ nơi ngươi trở nên giàu, còn anh em ngươi ở cùng họ lại nên nghèo, đem bán mình cho kẻ khách ngoại bang kiều ngụ nơi ngươi, hay là cho một người nào trong nhà kẻ khách ngoại bang ấy, sau khi đã đem bán mình rồi thì sẽ có phép chuộc lại. Một anh em người được chuộc người lại, hoặc bác chú, hoặc con của bác chú, hoặc một người thân thích cũng được chuộc người lại, hay là nếu người có thế thì chính người phải chuộc mình lấy. Người sẽ tính cùng chủ mua từ năm nào mình đã bán mình cho đến năm hân hỷ, và giá bán sẽ tính theo số năm nhiều hay ít, tức là tính như ngày công của người làm thuê vậy. Nếu còn nhiều năm thì hãy cứ số năm này cân phân theo giá đã bán mình mà chuộc lại. Nếu đến năm hân hỷ còn ít năm thì hãy tính với chủ mua cứ theo số năm này mà thối hồi số mua mình lại. Họ đối cùng chủ như một người làm thuê năm. Chủ không nên lấn lướt mà khắc bạc người trước mặt ngươi. Nếu người không được chuộc lại bởi các thế ấy, đến năm hân hỷ, người và các con trai người sẽ được ra tự do. Vì dân Israel là tôi tớ ta, tức các tôi tớ ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. Chương 26. Các ngươi chớ làm những hình tượng hoặc hình chạm
hoặc hình đúc. Chớ dựng trong xứ mình một hòn đá nào có dạng hình, đặng sấp mình trước mặt hình đó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Hãy giữ lễ Sa-bát ta và tôn kính nơi thánh ta. Ta là Đức Jehovah. Nếu các ngươi tuân theo luật pháp ta, gìn giữ các điều răn ta và làm theo, thì ta sẽ giáng mưa thuận thì, đất sẽ sinh hoa lợi và cây ngoài đồng sẽ kết bông trái. Mùa đập lúa sẽ lần đến mùa hái nho, mùa hái nho sẽ lần đến mùa gieo mạ. Các ngươi sẽ ăn no, ở bình yên trong xứ mình. Ta sẽ giáng sự bình tịnh trong nước, các ngươi ngủ không sợ ai dọa. Ta sẽ diệt những loài thú dữ khỏi xứ, gươm giáo chẳng đưa qua xứ các ngươi. Các ngươi đuổi theo quân nghịch, họ sẽ bị gươm sa ngã trước mặt các ngươi. 5 người trong các ngươi sẽ đuổi theo 100, 100 trong các ngươi sẽ đuổi theo một muôn, và quân nghịch sẽ bị gươm sa ngã trước mặt các ngươi. Ta sẽ đói lại cùng các ngươi, làm cho sinh sản và thêm nhiều, cùng kết lập giao ước với các ngươi. Các ngươi sẽ ăn hoa lợi cũ mình và đem cái cũ ra đặng chừa chỗ cho cái mới. Ta sẽ lập chỗ ở ta giữa các ngươi. Tâm hồn ta không hề ghê gớm các ngươi đâu. Ta sẽ đi giữa các ngươi làm Đức Chúa Trời các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân ta. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập hầu cho khỏi làm tôi mọi. Ta đã bẻ gãy cái ách của các ngươi, làm cho các ngươi đi ngước đầu lên. Song nếu các ngươi không nghe ta, không làm theo các điều răn này, nếu khinh bỉ mạng lệnh ta và tâm hồn các ngươi nghịch cùng luật pháp ta, đến nỗi không làm theo những điều răn ta mà bội sự giao ước ta, thì này là những điều ta sẽ giáng cho các ngươi. Ta sẽ giáng cho các ngươi sự kinh khủng, bệnh tổn và rét, làm hư mòn con mắt và nhọc mệt tâm hồn. Các ngươi gieo mạ luống công, quân thù nghịch sẽ ăn hết. Ta sẽ nổi giận cùng các ngươi, các ngươi sẽ bị quân thù nghịch đánh đập. Kẻ nào ghét các ngươi sẽ lấn lướt các ngươi, và các ngươi sẽ chạy trốn không ai đuổi theo. Nếu đến đổi vậy mà các ngươi không khứng nghe ta, ta sẽ vì cớ tội phạm thêm gấp 7 lần đặng sửa phạt các ngươi, và ta sẽ dẹp sự kiêu ngạo về năng lực các ngươi. Ta sẽ khiến trời các ngươi cứng như sắt và đất trơ như đồng. Năng lực mình hao mòn vô ích, đất không sinh sản huê lợi, cây cối không kết bông trái. Nếu các ngươi phản đối cùng ta và không muốn nghe ta, thì ta sẽ tùy theo tội phạm giáng tai vạ trên các ngươi gấp 7 lần nữa. Ta sẽ sai những thú đồng đến tha con cá các ngươi đi, ăn hại súc vật, diệt số người ra ít, và đường nẻo các ngươi sẽ vắng tanh. Dẫu đến những việc ấy mà các ngươi cứ không phục sự sửa phạt ta, cứ phản đối cùng ta, thì ta đây cũng sẽ nghịch lại cùng các ngươi, và vì cớ tội lỗi sẽ giáng tai vạ cho các ngươi gấp 7 lần nữa. Ta sẽ khiến gươm giáo đến trên các ngươi đặng báo thù sự giao ước ta. Khi các ngươi hội hiệp trong những thành mình, ta sẽ giáng dịch hạch đến giữa các ngươi và nộp các ngươi vào tay thù nghịch. Khi ta dẫn sự đói kém đến, 10 người nữ sẽ nướng bánh của các ngươi trong một lò, cân bánh trao lại cho các ngươi. Các ngươi sẽ ăn mà không no. Dẫu đến đổi vậy mà các ngươi cứ không khứng nghe ta, còn phản đối cùng ta, thì ta cũng sẽ nghịch lại cùng các ngươi cách giận dữ, và vì cớ tội lỗi các ngươi sẽ sửa phạt gấp 7 lần nữa. Các ngươi sẽ ăn thịt con trai con gái mình. Ta sẽ hủy diệt những nơi cao các ngươi, phá đổ những hình mặt trời, và để thay các ngươi chồng trên thay của hình tượng mình. Tâm hồn ta sẽ ghê gớm các ngươi. Ta sẽ làm cho thành các ngươi ra vắng vẻ, các nơi thánh quạnh hiu, và ta chẳng còn hưởng mùi thơm về của lễ các ngươi nữa. Ta sẽ làm xứ ra đồi bại, đến đổi kẻ thù nghịch ở tại đó cũng lấy làm lạ. Ta sẽ tản lạc các ngươi trong các dân và rút gươm ra đuổi theo sau các ngươi. Xứ các ngươi sẽ hoang vu, thành sẽ vắng vẻ. Trọn trong lúc đất bỏ hoang vu và các ngươi ở trong đất của kẻ thù nghịch, khi đó đất sẽ được an nghỉ hưởng những năm Sa-bát. Trọn lúc đất bỏ hoang vu sẽ được an nghỉ, vì lúc các ngươi còn ở đất đó, nó không được an nghỉ trong những năm sa bát của các ngươi. Còn ai trong các ngươi sống sót lại, ta sẽ làm cho họ nhát gan trong xứ của thù nghịch mình. Tiếng lá khua sẽ làm cho họ chạy trốn, khác nào chạy trốn trước lưỡi gươm, té ngã mà không ai đuổi theo. Người này vấp ngã trên người kia như trước ngọn gươm, vốn chẳng ai rượt đuổi theo họ.
các ngươi không thể chịu nổi trước mặt quân thù nghịch mình. Các ngươi sẽ bị chết mất giữa các dân. Đất kẻ thù nghịch sẽ nuốt các ngươi. Ai trong các ngươi còn sống sẽ vì cớ gian ác mình và gian ác của tổ phụ mà hao mòn trong xứ kẻ thù nghịch mình. Khi ấy, họ sẽ nhận gian ác mình và gian ác của tổ phụ mình, những tội lỗi họ đã phạm và sự chống trả họ đã cử cùng ta. Đến đổi ta cũng chống trả lại, dẫn họ vào xứ kẻ thù nghịch. Bây giờ, nếu lòng không chịu cắt bì của họ sẽ tự hạ mình xuống và sẽ phục điều sửa phạt về gian ác mình, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước ta đã lập cùng Gia-cốp, cùng Y-sác, cùng Abraham, và ta sẽ nhớ lại xứ này. Vì xứ bị họ bỏ hoang sẽ được nghỉ bấy nhiêu năm Sa-bát tùy theo sự bỏ hoang vu bao nhiêu. Họ sẽ chịu hình phạt của gian ác mình, bởi vì đã khinh bỉ mạng lệnh ta và tâm hồn họ đã lấy làm ghê gớm các luật pháp ta. Dẫu vậy, đang khi họ bị ở trong xứ kẻ thù nghịch mình, ta cũng chẳng bỏ họ đâu, chẳng ghê gớm họ đến phải hao mòn hết, và chẳng bội sự giao ước ta lập cùng họ đâu, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Ta vì họ sẽ nhớ lại sự giao ước đã lập cùng tổ phụ họ mà ta đã đem ra khỏi xứ Ai-cập trước mặt các dân, đặng làm Đức Chúa Trời của họ. Ta là Đức Giê-hô-va. Đó là các điều lệ, mạng lệnh và luật pháp mà Đức Giê-hô-va nhờ Môi-se lập ra giữa Ngài cùng dân Israel tại trên núi Sinai. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.